Ủa, máy bay hả? Đúng rồi. Máy bay gì mà to vậy? Nè, to gấp 10 cái này luôn á. Ừ. Mình mới mua được một con máy bay cảm biến này ở cổng trường với giá là 100.000. Không biết nó bay sẽ như thế nào đây. Bây giờ mình sẽ kiếm chỗ nào chơi thử mới được. Mình thấy chỗ này khá là rộng nè. Hay là mình chơi ở đây nha. Để xem trong đây có gì nào. Wow, có một con máy bay chụp hăng và một cổng dây sạc. Chụp hăng này quá trời cánh quạt luôn. Bây giờ mình sẽ coi công tắc nằm ở đâu mới được. Ở đây rồi. Mình sẽ bật công tắc lên đây. Yeah. Ô, đèn sáng rồi nè. Ui, ủa, ý, ý, ủa sao không lên? Bật lại. Lên chưa? Ô, ơi, bay rồi kìa. Mát thiệt luôn á. Wow. Ủa, ai như đại đang chơi bên kia vậy ta? Mình phải qua xem mới được. Ủa? Tài cậu đang chơi gì hả? À, tớ đang chơi chụp hăng nè. Chụp hăng hả? Chụp hăng cảm biến. Wow. Nhưng mà cái này chơi á không có gió thì được. Chơi gió to điều khiển không có được số hào ơi. Vậy hả? Ờ. Cái này nó chỉ bay lên bay xuống thôi đúng không? Đúng rồi, nó cảm biến ở dưới này nè. À. Mà cậu đi đâu vậy số hào? Tự mang máy bay ra ngoài công viên để thả nè. Ủa? Máy bay hả? Đúng rồi. Máy bay gì mà to vậy? Nè, to gấp 10 cái này luôn á. Ừ. Ủa, mà cái này chơi làm sao? Cái máy bay này á là loại điều khiển từ xa. Nhưng mà tớ mới mua về nên cũng chưa chơi thử nữa. Bây giờ tớ khui ra để cho cậu xem nha. Ờ. Đây, để tớ tháo ra nha. Ờ, cậu tháo đi. Ui, nó mắc kẹp cứng quá. Đây. Wow. To sao nào ơi. Đúng rồi. Wow. Cái này là cái trực thăng này cậu ơi. Ờ. Nhưng mà nó đang bị mắc ở đây nè. Quá đẹp sô hào ơi, bự quá. Cái này chơi chắc đã lắm luôn á. Đúng rồi. Đây là cánh quạt nè. Cái này là cái đuôi phía sau đó. Cái này là phần đầu nè. Đấy. Trong này còn một tờ giấy hướng dẫn nè. Rồi. Và đây là bộ điều khiển của nó nha. Wow, bự quá. Ừ. Chưa hết đâu. Trong này người ta còn cho kèm thêm một số cánh quạt nè. Để mình dự phòng á. Ví dụ như cánh quạt bị gãy thì mình sẽ lắp thay thế được đó. Và đây là cái dây sạc nè. Wow, quá trời luôn. Rồi, bây giờ tớ sẽ ráp lại và chơi thử cho cậu xem nha. Ok. Ở đây sẽ có hai loại dây nè. Một loại dây là đỏ xanh và một loại dây là trắng đỏ nha. Ok. Mình phải gắn cho đúng dây thì nó mới chạy được. Đây, bây giờ dây trắng đỏ tôi gắn vào trước nè. Đó. Sau khi nối dây xong thì chúng ta sẽ gắn cây vào thân nha. Rồi, gắn cái đuôi vào thân nè. Bây giờ mình sẽ vặn ốc vào để siết chặt lại nha. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ nối pin vào nha. Đây. Và công tắc nó nằm ở đây nè. Khi một bật lên thì đèn nó sáng nè. Có đèn luôn kìa. Đúng rồi. Còn đây là cái điều khiển máy bay nè. Cái này á thì nó chưa có cái điều khiển đây này. Bây giờ mình sẽ gắn vô nha. Người ta tháo rời ra để cho nó gọn đó. Đó, một cái nè. Hai cái nè. Rồi. Bây giờ lắp pin vô nha. Ok. Đây. Trong này thì người ta đã chuẩn bị sẵn cho mình 4 cục pin luôn nè. Ok. À cậu ơi. Hả? Quên mất. Còn hai cái này nữa. Giống đuổi vậy. Cái này là nào? Cái trục để gắn ở phần đuôi nè. À. Đây mình sẽ gắn vào đây nha. Ok. Đó. Thành. Bên này nữa. Mình gắn như thế này thì nó mới chắc được. Ok mày. Rồi, như vậy là được rồi đó. Xong rồi hả Sô Hào? À đúng rồi. Bay thử cho tớ xem đi. Ok, để tớ bay nha. Bật công tắc lên nè. Rồi, công tắc này sáng rồi nha. Bây giờ mình sẽ bật công tắc điều khiển nè. Wow. Ok. Rồi, tớ cho bay nha. Bay đi. Ôi, sao nó không chạy nhỉ? Ôi, lên. Wow. Ôi, sao vậy? Trời ơi, nãy nó bay cao quá, nó sợ quá. Giờ nó bay lại nha. Ok. Wow. Ê! Trời. Trời ơi, gió mạnh quá cậu ơi. Nó thổi theo chiều kia mình không điều khiển được luôn á. Để tớ cho nó bay lại nha. Bay lại đây. Rồi ok. Cấp cánh đi. Rồi.
Ôi, bay lùi, bay lùi. Rồi, vô trong đó rồi. Rồi cho nó bay lại đi, xuống hào tới giờ bay. Tích tắc luôn à. Ok, cho bay lại nha. Okay. Cái này mình sẽ nâng lên cho quạt quay nè. Quay nữa. Dỗ quá, dỗ quá. Lại nha. Ôi, ê. Rồi số 6, chạy lên cái nữa đi chứ nãy giờ gớt không à. Ok. Bây giờ gió quá trời mà. À. Cho lên cao luôn nha. Ok, lên cao luôn. Rồi. Rồi. Lên nè. Cái này hả? Ờ. Cái này tớ đặt lên mạng 1 triệu á. Trời ơi, 1 triệu mà bay gớt không nè, cậu nhìn nè. Nè, ấy à. Nè, máy bay bay gì mà chém vô mấy sẹo gánh trơn rồi. Ờ, thì nãy giờ nó rớt nhiều mà. 1 triệu kì á. Ờ. Thôi, về nhà ráng tập chơi đi, chứ chơi cái này banh máy bay hết trơn luôn á. Ờ, cái này nó khó điều khiển ghê á. Ờ, khó điều khiển hả? Ờ, cậu vô thử không? Đâu, cậu thử đưa tới điều khiển nó coi. Có chừng cậu điều khiển không đúng cách á. Ờ, cậu thử điều khiển xem sao? Rồi, mặc đẹp hơn. Đây, để tới điều khiển cho cậu xem nè. Ok, cậu điều khiển đi. À, bay nè. Wow. Ơi Xuân Hào ơi, hả? Công nhận máy bay của cậu khó điều khiển thiệt luôn á. Ừ đúng rồi, khó điều khiển mà. Nó cứ bay lên mà lỡ chạm nhẹ xuống một cái là nó xuống luôn chứ nó không bay nữa. Đúng rồi, lúc mà mình nâng lên nó không chịu bay lên đúng không? Ờ. Rồi cái này tôi mua tới tận 1 triệu mà nó bay dở quá. Đúng dở luôn, 1 triệu gì kỳ quá. Thôi dẹp đi, chơi cớ của tớ nè. Nó bay không bao giờ gớt luôn, à hết pin nó mới gớt thôi á. Ờ vậy thôi chơi cái của cậu đi. Ờ. Nè, tớ cho cậu mượn chơi thử nè Xuân Hào. Ồ cái này chơi sao? Bật công tắc lên đây nè. À bật công tắc lên, phố đang sáng rồi nè. Ôi. Cho tay đây hả? Đúng rồi. Ôi. Bố ra, bố ra. Wow. Ôi. Gớt luôn heo. Ờ. Gớt xong cái nó bay rồi. Wow. Ôi. Wow. Đó, cậu thấy sao? Chơi đã không? Ờ, chơi cũng được đó. Nhưng mà pin nó yếu rồi hay sao á? Ờ, hình như nãy giờ tớ chơi quá nhiều luôn. Thôi, để tớ về sạc pin rồi. Bữa sau mình chơi tiếp ha. Ờ, ok. Ờ.